chào tái ngộ quý khán giả thân mến của Vietface TV đến cùng chương trình Quan Điểm, chương trình được phát hình mỗi thường lệ vào mỗi cuối tuần. Và ngày hôm nay, thành phần khách mời cũng vẫn như thường lệ, thưa quý vị, luật sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu tiểu bang California. Dạ, xin thân chào anh Dũng cũng như là cô Daisy Tống và nhất là quý vị khán thính giả của đài Vietface. Vâng, thưa quý vị, và bên cạnh tôi là cô Daisy Tống, là ủy viên trong hội đồng quản trị của học khu Rancho Santiago. Dạ, cảm ơn anh Dũng. Xin được chào anh và chào luật sư Trần Thái Văn và gửi lời chào thân thương đến quý vị đang xem chương trình Quan Điểm của Vietface TV. Vâng, thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua thì chắc chắn rằng chúng ta đã nghe một bản tin quan trọng liên quan đến Việt Nam. Việt Nam đã ra lệnh chính thức để cấm bộ phim Barbie khởi chiếu tại nước này từ ngày 21 tháng 7 tới đây. Lý do là vì trong bộ phim có đưa một số các hình ảnh liên quan đến đường lửa bò hay là đường chín đoạn, một biểu tượng do Trung Quốc tuyên bố về cái chủ quyền của mình tại khu vực Biển Đông. Và đây là một điều mà tòa án quốc tế cũng như là dư luận thế giới đều đã bác bỏ và lên tiếng phản đối từ nhiều lâu nay. Thế tuy nhiên, không chừa bất kỳ một thủ đoạn nào, phía chính quyền Trung Quốc vẫn liên tiếp đưa ra những hình ảnh này bằng dưới mọi hình thức khác nhau. Thậm chí trong những bộ phim mà trước đây thì chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị nhiều tin tức liên quan đến các bộ phim, họ cứ chèn những hình có đường lưỡi bò vào đó, hoặc là trong các cái công văn văn bản, thậm chí là cả trên cái passport, trên sổ thông hành của các du khách Trung Quốc, người ta vẫn thấy in những cái hình lưỡi bò này. Và chính quyền Việt Nam một số trường hợp đã phản ứng một cách cụ thể và kịp thời, tuy nhiên cũng đã lọt lưới một số các bộ phim. Mà trong đó cũng có một vài bộ phim là sau khi nó đã chiếu tại Việt Nam rồi, vài tuần lễ sau thì chính quyền mới phát hiện. Vì những người, vì dư luận họ đưa các tin tức này, đây là một cái điều rất là đặc biệt, vì từ trước tới nay có lẽ là dư luận quốc tế họ ít có để ý. Nhưng lần này với bộ phim Born và đưa ra những nhận định rằng Trung Quốc lúc nào cũng lên muốn kêu gọi mọi người không nên sử dụng, là vì trong ngày thứ năm vừa rồi đó thì Trung Quốc đã tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh tuyên bố là Việt Nam không nên nhập nhằng giữa vấn đề văn hóa và vấn đề phản ứng của người dân liên quan đến cái sự kiện Biển Đông. Tuyên bố là như thế, nhưng nhìn lại thì tất cả những hoạt động của họ khi mà nói về vấn đề đảo quốc Đài Loan thì có lẽ là họ sẽ giãy nảy một cách mạnh mẽ. Thì báo chí phương Tây cũng đã nêu bật cái vấn đề này lên. Đó là một cái điểm thuận tiện cho công luận Việt Nam hiện nay. Chúng tôi xin mời ý kiến của cô Daisy Tống về vấn đề này. Dạ, thứ nhất cảm ơn anh Dũng. Cái vấn đề mà cái đường lưỡi bò đó là cái vấn đề đó đã bao nhiêu năm, đã tranh chấp bao nhiêu năm rồi. Thì trong cái nếu mà mình nhìn cái đường lưỡi bò đó thì không những chỉ có Việt Nam trong đó mà có những cái nước Á Châu khác như là Malaysia, Philippines, Taiwan, Việt Nam, và lúc nào bên Trung Cộng họ cũng muốn nói là cái đó, cái đường lưỡi bò đó là chỉ của họ thôi, và họ muốn claim cái China, South China Sea đó, 90% cái đường hải đó, cái nước là của họ. Thì em nghĩ rằng là vì họ muốn lúc nào cũng là cái đó là cái phần của họ, cho nên như hồi nãy anh Dũng cũng mới vừa nói là họ lúc nào cũng tìm một cách, giống như trong những cái bản đồ của họ, những cái du khách của họ đều nói là cái vẽ cái bản đồ đó là của Trung Cộng hết. Thì nếu mà mình nhìn lại những cái phim trong Hollywood và những cái quảng cáo bây giờ mình đang mà không quảng cáo một cách là thầm lặng để người xem họ không biết là những cái vấn đề đó đang được quảng cáo. Giả tỉ như là ví dụ như vào một cái quán ăn đi, họ sẽ đem ra một cái bình nước khúc, thì cái hãng khúc đó nó trả cho những cái hãng phim đó rất là nhiều tiền để có cái product của họ ở tại cái chỗ đó. Hay là một cái người tài tử họ cầm họ uống một cái ly nước Sprite, hay là đây là những cái quảng cáo. Thì em nghĩ rằng trong vì Trung Cộng muốn đẩy đánh mạnh cái tâm lý của quần chúng, muốn đẩy từ đẩy đi để nói rằng những cái hòn đảo này, những cái South China Sea này là của họ, cho nên em nghĩ rằng họ cũng có những cái chương trình đó, họ mới đẩy ra những cái bộ phim, họ sẽ bỏ những cái tiền để cho những cái bộ phim này có những cái bản đồ và chiếu ra, là để từ nhào nhỏ trong cái đầu của người dân là những cái bản đồ này là của họ, để từ họ đánh cái chủ quyền đó, thay vì là từ bán đi. Thì trong đầu ai cũng nghĩ là từ một ngày nào đó cũng sẽ là của Trung Cộng.
Đây là cái đòn mà chúng ta thấy Trung Cộng thường xuyên sử dụng không ạ? Và đó là cũng chắc có lẽ là cái rúng của cái nơi mà xuất phát những cái thuyết âm mưu thường đưa ra. Cái chuyện gì mà sai mà cứ nói đi nói lại lập hoài thì nó cuối cùng người ta cũng tưởng đó là chuyện thật. Đó là nhận định của đài AP nhé, của hãng thông tấn AP, hoặc là nhận định như thế. Xin mời luật sư Trần Thái Văn ạ. Dạ, chúng tôi xin phép trở lại cái phim Barbie. Dạ. Phim của con nít phải không ạ? Bao giờ mà Hollywood mà đụng tới đảng Cộng sản, đảng Cộng sản Trung Quốc hay là đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì Hollywood cũng sẽ thua. Bao giờ cũng vậy. Đây không phải là lần đầu tiên, thưa quý vị, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cấm hoặc là đã không cho phép chiếu cái phim Barbie. Nhưng mà trong những năm trước cũng đã có những phim như là Abomination hoặc là Uncharted mà nó liên hệ đến cái có một rất là ngắn thôi, chỉ vài giây thôi mà vẽ trên bản đồ hay là có chiếu trên màn ảnh đó. Chỉ vài giây thôi mà có cái bản đồ hàng hải của Á Châu, nhất là Đông Nam Á, mà có cái lưỡi bò là của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Họ nói rằng đây là thuộc địa của họ hoặc là cái quyền hàng hải của họ đó. Thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đã cấm chiếu những cái phim này tại Việt Nam. Thì chúng tôi thấy nó có vài khía cạnh, thưa anh Anh Dũng và thưa quý vị. Thứ nhất đó là về phương diện chính trị đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó bao giờ cũng có những cái quyết định rất là dứt khoát và rất là rõ ràng đối với những cái cơ quan tư hoặc là các nhà thương mại hoặc là những công ty và tất cả những người dân mà chống đối họ, dù rằng là bất bạo động, dù rằng là bất bạo động đi một cách rất là hòa bình, nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với cái cơ quan và cái nguồn máy rất là nặng nề về phương diện an ninh cũng như là về công an của họ, đó là bây giờ họ cũng siết chặt và kể cả tư tưởng và những cái phim ảnh và những cái bài hát thì quý vị cũng đã thấy và nghe trong những năm vừa qua cái cách thức mà Hà Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam họ siết hoặc là họ cấm các ca sĩ, các phim bộ, các quyển sách, các bài hát được phổ biến tại Việt Nam. Thì cái phim Barbie Mỹ này cũng bị lọt vào cái tình trạng đó, dù rằng chỉ chiếu một vài giây mà thôi. Nhưng mà ngược lại thì quý vị cũng thấy rõ đó là đụng đến đối tượng mà cần phải đụng đến là đó là Bắc Kinh, Đảng Cộng sản Bắc Kinh tại Trung Quốc. Về cái vấn đề mà hiện giờ không riêng gì Việt Nam, có cái sự tranh chấp ngay tại biển Á Đông, biển mình không muốn gọi là South China Sea hoặc là biển của Trung Quốc, nhưng mà đây là biển Đông, mà có cái sự tranh chấp về hàng hải với Đài Loan, Trung Quốc với Đài Loan, Philippines, Mã Lai Á cũng như là Nam Dương là Indonesia cũng vậy. Thì Hà Nội lại không có một cái phải nói rằng là không có một cái sự lên tiếng rõ ràng và mãnh liệt như các quốc gia khác. Kể cả Philippines cũng đã kiện trước tòa án quốc tế và có một cái phán quyết từ tòa án quốc tế từ năm 2016 đã nói rằng là cái sự phán quyết hoặc là những cái sự cái lưỡi bò, những cái chín điểm lưỡi bò mà được vẽ ra mà Trung Quốc nói rằng đây là thuộc địa của họ hoặc là đất của họ hoặc là biển của họ đó, thì hoàn toàn là không có căn cứ về phương diện pháp lý cũng như là về phương diện hành chính và lịch sử. Bởi vậy nên một lần nữa chúng tôi thấy về phương diện chính trị đó thì lại có một cái double standard, là có cái cách cư xử nó không có rõ, nó đi đôi như vậy đối với Bắc Kinh cũng như là đối với các tổ chức tư hoặc là những cái công ty tư. Dù rằng Hollywood họ khi mà họ làm cái phim này, họ thực hiện cái phim này đó, chắc là họ cũng không biết về cái bản đồ mà chỉ có trở thành một cái vấn đề chính trị. Thưa quý vị, thì chúng tôi nghĩ rằng có nhiều cách để mà giải quyết nếu mà thật sự muốn cái này, nhưng mà vẫn giữ được cái phim này cho hàng triệu các
em cũng như là các người trẻ mà có thể muốn coi cái phim này tại Việt Nam, thưa quý vị? Đó cũng là một lý lập luận của một số các nhà phân tích và bình luận trên thế giới, nhưng mà phần lớn các đài truyền thông của thế giới và Hoa Kỳ thì cũng nêu một cái quan điểm. Họ muốn nhấn mạnh một cái điều quan trọng, đó là Trung Quốc lúc nào cũng dễ nảy đối với những cái lệnh như thế này chẳng hạn. Nhưng về mặt khác thì họ lại cố tình họ đưa vào, đúng luật sư nói, chỉ trong một cái đoạn phim dài, một cái bộ phim dài như thế mà chỉ có một vài giây đó, thì nhưng đây là cái điểm mà người ta cũng nhấn mạnh rằng nó là cái phần tinh tế của Trung Quốc, không chừa bất kỳ một thủ đoạn nào cho dù rất nhỏ để tranh thủ tất cả những cái việc là để tuyên xưng, tuyên bố cái chủ quyền của họ tại Biển Đông. Họ cứ nói rằng trong mai mốt cứ đưa ra những như thế, và nếu mà không phản ứng lên đó, thì rồi người ta sẽ nói à, ngày xưa tôi cũng đã từng chiếu cái này rồi, tại sao quý vị không phản ứng? Bây giờ là quý vị lại lên tiếng phản ứng đối với cái vấn đề đó, cho dù nó chỉ có một hai giây. Đó là cái điều mà dư luận thế giới người ta cũng nhấn mạnh. Do đó và đây cũng là một cái điều mà chính quyền Việt Nam cần phải làm rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Chắc họ cũng đã nhận điều này. Nhưng mà làm sao để tranh thủ được cái sự phản hưởng ứng một cách tích cực hơn của các truyền thông báo chí trên thế giới, thì đó là điều mà Việt Nam cần phải làm. So trở lại với cái vấn đề đó, chúng ta thấy rõ ràng là Trung Quốc từ trước tới nay thủ đoạn thì vô biên, miệng lưỡi thì khôn lường, không chừa bất kỳ một thủ đoạn nào hết. Thì cách nào để chúng ta có thể giải quyết vấn đề này theo như cô Đề Dì Tống? Thì em vẫn chưa nghĩ được cái cách nào. Nhưng mà em biết rằng đó là nếu mà những cái việc mà mình cứ càng lên tiếng thì là nó một càng ngại. Nếu mà thứ nhất là phải cho awareness, phải cho người ta biết, thì nếu mà mình ta thấy rằng đó là trong vòng những cái năm về sau này thì cái vấn đề mà Trung Quốc đã lấn áp thế giới và sức mạnh của Trung Quốc thì càng ngày thế giới bắt đầu lên tiếng hơn, thì người dân bắt đầu biết được nhiều hơn. Cái đó là một trong những cái mà em nghĩ nó rất là quan trọng trong cái sự making awareness, biết rằng là Trung Quốc nó đang tấn công như thế nào. Và nếu mà cho em xin được vài phút để trở lại như hồi nãy luật sư Văn có nói là thay vì ban hết nguyên cái phim Barbie đó, có thể cắt dài, thì là trong những cái năm vừa qua đó, là giả tử như cái phim Crazy Rich Asian, thì trong đó có một cái đoạn phim ngay trong một cái scene đó là cái bóp, thì cái bóp đó có vẻ là bản Nine Dot Line, là bản chín đường đứt đoạn, dạ chín đường đứt đoạn. Thì trong cái hình của cái scene đó thì là Việt Nam đã cắt cái khúc đó và vẫn cho chiếu cái phim đó. Thì là cho nên chúng ta đã thấy là Trung Quốc đã rất là nhiều lần tìm mọi cách để bỏ cái đường lưỡi bò đó vào trong những cái bộ phim. Thì em riêng ra thì có thể là cái suy nghĩ của em hơi khác một chút, đó là em nghĩ đây là không phải là Hollywood không biết, mà Trung Cộng họ rất giỏi để infiltrate, họ đi vào những cái đường ngõ nhiều khắp nơi. Thì chúng ta biết rằng là mỗi lần mà tạo những cái một cái bộ phim là cần rất là nhiều cái tài chính, thì là những nhà đầu tư, thì trong những nhà đầu tư em nghĩ là không có thể nào thiếu những người nhà đầu tư ở tại Hollywood, là cũng rất là nhiều người từ Trung Quốc qua. Thì đây là một cái những vấn đề có thể là lúc mà nhà đầu tư đó họ sẽ nói ok, tôi đầu tư đó, nhưng mà trong một đoạn 1 giây 2 này bỏ những cái đường đó vào. Và cái cho nên nếu mà chúng ta nhìn lại thì rất là nhiều phim đã có đánh những cái đoạn đó. Và đối với Trung Quốc thì em nghĩ rằng là Việt Nam cấm hay không, thiệt ra em nghĩ rằng Trung Quốc không có care cách lắm. Nhưng mà cái này là để toàn thế giới thấy được. Mà nếu mà chúng ta nói về marketing, về quảng cáo đó, nó là có một cái rule of 5 hay là một cái rule of 4, là nếu mà mình người ta nhìn lại một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, thì trong cái đầu đó họ sẽ nhớ về cái đó. Yeah. Thì cái này là cứ mỗi lần nhìn, một ngày đó nó nhìn riết là mình sẽ nghĩ đó là sự thật. Như hồi nãy anh Dũng nói là càng ngoài thì càng tắng. Thì cái đó là phải nói là một cái cách mà Trung Cộng từ từ xem lắng, và đặt là cái Biển Đông đó là của họ. Vì là không những Việt Nam và những cái nước Á Châu mà có ảnh hưởng về cái phần Biển Đông này, nói là Trung Cộng áp lấn và tìm cách để nói là cái đó của họ. Và thật ra những cái nước khác giống như là Australia cũng là từng tuyên bố với UN là Trung Cộng đã chân lấn cái bản đó. Và sao cái chỗ đó rất là quan trọng, vì nếu mà chúng ta nhìn lại cái địa đồ của cái Biển Đông này là nó giống như là một cái cục diamond, một cục hộp xoàn, trong đó nó có rich oil, gas, nhiều đường quân sự, rất nhiều tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên quân sự nữa. Cái đó là một cái đường, bởi nếu mà có chiến tranh hay gì, cái đường quân sự đó cũng rất là quan trọng. Cho nên
Vì cái lý do đó mà tại sao Trung Cộng một cái gì phải đặc biệt, phải rất là quan trọng thì Trung Cộng họ mới muốn cần. Mà tại sao họ cứ tiếp tục họ đánh, họ đẩy cho bằng được cái này, là cái này là một cái lợi thế. Và vì một cái lợi thế như thế này, một cái hòn ngọc như thế này, cho nên em nghĩ là nó rất quan trọng cho thế giới phải make sure, phải cùng nhau hòa hợp với nhau để làm sao để cho Trung Cộng không có thể giành được cái lãnh thổ này được, tại vì nó rất là ảnh hưởng đường quân sự, đường tài nguyên bất cứ của thế giới. Đó là cái điều tùy thuộc vào chính quyền Việt Nam có đủ mạnh để làm những điều này hay không. Báo chí phân tích người ta cũng cho rằng là Trung Quốc họ rất mạnh về mặt kinh tế, và thị trường của Trung Quốc, thị trường phim ảnh nói riêng thôi, nó cũng đã là một cái thị trường rất là lớn. Và nếu như các công ty phim ảnh mà không có những cái mà ve vuốt chính quyền Cộng sản Trung Quốc thì chắc chắn là họ sẽ khó có được những cái thị trường béo bở để mà có thể chiếu một cái bộ phim như thế ở tại Trung Quốc. Đó là cái điều mà người ta cũng nói đến. Luật sư Trần Thái Văn thấy sao ạ? Nó có vài khía cạnh, thưa anh Anh Dũng. Dạ. Và thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi nghe cũng rất là có lý nếu mà nói về lý thuyết âm mưu đó. Mà cô đi nói là có cái tiền đầu tư của Trung Cộng vào Hollywood thì cái chuyện đó không ai phủ nhận được, vì trong những năm vừa qua các tài phiệt của Trung Quốc đã bỏ rất nhiều tiền đầu tư vào Hollywood cũng như là tài trợ những cái phim mà chúng ta thường coi bên Hoa Kỳ, bên đây. Nhưng mà cái vấn đề nó rộng hơn nhiều, nó lớn hơn nhiều mà Daisy cũng đã đề cập đến, mà chúng tôi cũng đã nhắc lần đầu đó vài tháng về trước khi mà chúng ta nói về bàn về cái danh từ mà cái cách thức cũng như là cái chính sách của nhà cầm quyền Bắc Kinh với các nhà ngoại giao của họ, khi mà chúng tôi gọi là Wolf Warrior Diplomat đó, Diplomacy, mình có thể mình dịch ngoại giao một cách hung hãn hay là rất là ăn thịt người ta rất là hung hăng như vậy, mà chính phủ nhà cầm quyền Bắc Kinh họ trong ngay bộ ngoại giao của họ và các nhà ngoại giao từ cấp đại sứ trở xuống cũng như là ông bộ trưởng và thứ trưởng của họ đó là có những cái lời lẽ rất là hung hăng và có những cái cử chỉ cũng như là hành động qua những cái chính sách của họ rất là hung hãn và hung hăng đối với các quốc gia nào mà đụng chạm đến họ. Bởi vậy nên một bên đó thì chúng ta thấy khá rõ cái sự bành trướng cũng như là mà trong nhiều năm vừa qua chứ không phải mới đây nữa, sự bành trướng về kinh tế và quân sự và hàng hải ngay tại Biển Đông. Trong những năm vừa qua họ đã xây rất nhiều những cái hòn đảo giả bằng cách là đổ cát đổ đất lên và họ nói đây là đất của họ, và tất cả các nước hàng hải chung quanh đó phải thuộc về Trung Quốc. Thì họ tạo lên những cái đảo này, một những cái quần đảo cù lao như vậy đó, một cách giả tạo để mà họ nói rằng đây là đất cũng như là thuộc địa ảnh hưởng của nhà cầm quyền Trung Quốc. Mà luật pháp và Liên Hiệp Quốc đã phủ nhận cái việc này và đã có một cái quyết định rất là rõ là những cái claim, là những cái sự đòi hỏi và những cái lời chủ quyền của nhà cầm quyền Bắc Kinh đó hoàn toàn là không có căn cứ và không có hợp pháp, thưa quý vị. Nhưng mà ngược lại, những gì mà anh Dũng nói đó là liệu Việt Nam có đủ cái sức mạnh hoặc là đủ cái nghị lực để mà lên tiếng hoặc là chống lại những gì mà nhà cầm quyền Bắc Kinh đang làm, đã làm và sẽ tiếp tục làm, đó là lấn, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy rõ là không có đủ trong nhiều năm vừa qua. Không riêng gì Việt Nam, nhưng mà nguyên cái khối ASEAN là 10 quốc gia Á Châu, Đông Nam Á, từ Burma đến Campuchia đến Lào, Việt Nam và các quốc gia láng giềng Trung Quốc đó đều bị ảnh hưởng bởi cái sức mạnh kinh tế cũng như là quân sự của Trung Quốc. Mà đến ngày hôm nay đó họ vẫn chưa lên tiếng được hoặc là ra được một cái thông cáo chung để mà lên án hoặc là ấn định rõ ràng những cái claim, những cái sự đòi hỏi hoặc là những cái ấn định của nhà cầm quyền Bắc Kinh về vấn đề biển East Sea đó, Đông Á, thưa quý vị, là của quốc gia nào, và những cái sự đòi hỏi của Trung Quốc hoặc là những cái claim, cái sự ấn định của Trung Quốc hoàn toàn là không có hợp pháp. Thì tới ngày hôm nay ASEAN, cái tổ chức ASEAN vẫn chưa có được và chưa dám thì đúng hơn lên tiếng hoặc là có một cái thông cáo nào chung về cái vấn đề này một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Thì nó nói gì?
nó nói cái sự lớn lên được cái ảnh hưởng rất là mạnh, cũng như là cái sự lấn át của Trung Quốc, không riêng gì trên miền, trên nước, trên biển, nhưng mà ngay tại mỗi quốc gia một trên đất nữa. Cái câu hỏi tối hậu, thưa quý vị, cái câu hỏi tối hậu cũng như là cái vấn đề tối hậu là quốc gia nào, cường quốc nào đủ sức mạnh để mà là một cái bàn đạp cán cân lại, để mà quân bình lại cái sự ảnh hưởng này ngay tại Á Châu, tại Đông Nam Á, cũng như là cái đường đi hàng hải. Thì cái câu hỏi đó chúng ta đều biết, chỉ có Hoa Kỳ mà thôi. Chỉ có Hoa Kỳ mới đủ sức về phương diện kinh tế cũng như là quân sự để qua khối Navy của họ, của Hải quân của Hoa Kỳ, để mà cân bằng cái sự lấn át này của nhà cầm quyền Bắc Kinh, thưa quý vị. Cảm ơn luật sư. Đó là cũng là điều mà người ta đang nhắm đến, là vì Hoa Kỳ từ trước tới nay có vẻ như không thể hiện một cái lập trường một cách rõ ràng đối với các tuyên bố chủ quyền, đối với các cấu trúc đã thực hiện ở tại khu vực Biển Đông. Đây là lời trích đoạn tôi dùng từ bản tin của đài VOA trong ngày hôm thứ Tư, thưa quý vị. Trong cái bản tin này thì đài VOA cũng đưa rằng hãng thông tấn AP cho rằng, trong khi đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói không nên gắn liền chuyện Biển Đông với các hoạt động trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, nhưng Trung Quốc lại rất vô cùng nhạy cảm khi đề cập đến việc hình ảnh quốc gia và các tuyên bố chủ quyền về vấn đề biên giới của họ được thể hiện như thế nào trong lĩnh vực giải trí và doanh nghiệp. Ví dụ, Trung Quốc thường xuyên có động tác trả đũa đối với các công ty, từ khách sạn đến các hãng hàng không, mà họ cho rằng có quan điểm xem Đài Loan tự trị không phải là một phần của Trung Quốc. Và các công ty hầu như luôn phải tuân theo các khiếu nại của Trung Quốc vì lo ngại nguy cơ bị loại khỏi thị trường rộng lớn và béo bở này. Trong đó có nhiều bộ phim Hollywood đã phải xóa hoặc thêm các cảnh dựa trên phản ứng của đảng Cộng sản cầm quyền. Đó là lời trích dẫn từ đài VOA, thưa quý vị, do họ trích dẫn một số các cái bài báo. Tờ Washington Post dẫn lời một số chính trị gia các quốc gia Đông Nam Á khác, những quốc gia có lịch sử cấm các sản phẩm thể hiện các tuyên bố chủ quyền có tranh chấp, thì cũng ủng hộ lệnh cấm đối với bộ phim này. Tôi xin dùng những lời này của đài VOA kết thúc phần nhận định của chúng tôi liên quan đến vấn đề bộ phim Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chuyển sang đề tài thứ hai trong ngày hôm nay, cũng do các vị khách mời đã chọn lựa. Đó là vấn đề liên quan đến việc một tòa án liên bang Hoa Kỳ vừa đưa ra phán quyết vào tuần vừa rồi, ngày thứ Tư hay là thứ Năm, liên quan đến việc là chính quyền của Tổng thống Joe Biden hiện nay không được tiếp xúc hoặc liên hệ với các công ty phát hành các mạng xã hội như là Google, Twitter, Facebook, YouTube, v.v. Đây là một cái lệnh mà có vẻ như sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các cái hoạt động. Tuy nhiên, người ta cũng thấy rõ ràng là trong thời gian vừa qua, cái sự quan trọng và sự liên hệ của các tra của các mạng lưới điện toán Hoa Kỳ, những cái nền tảng xã hội chẳng hạn như Twitter, YouTube hoặc là nhiều cái thể loại khác nhau, Facebook, đều tạo nên một cái bức tranh sinh động cho nền dân chủ Hoa Kỳ. Nó giúp cho người ta có thể tiến gần với nhau bất kỳ vấn đề nào và có thể đưa lên nó để tranh luận và bàn luận. Và điều này chúng ta cũng đã thấy rõ cái tầm quan trọng của tất cả các nền tảng xã hội này. Thế thì tại sao ngày hôm nay tòa án lại không đồng ý để cho chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục sử dụng hoặc là tiếp tục tiếp xúc hoặc liên hệ với các công ty phát hành các mạng xã hội này? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi với phần nhận định và phân tích của các vị khách mời hôm nay. Xin mời cô Daisy Tống. Dạ, em xin kính cảm ơn anh. Cái này là cái temporary injunction, preliminary injunction, nó là temporary là tạm thời thôi. Thì theo những gì em biết được thì lúc mà tạm thời để rồi nghe cái case, để rồi còn phán quyết cái permanent, cái phán quyết như thế nào, thì em nghĩ cái vụ này nó sẽ đi lên tới, theo em thì em nghĩ là bên nào thua cũng sẽ kéo lên tới Supreme Court, tới cao phát viện, thì sẽ đi lên tới cái đó. Nhưng mà cái này nó cũng, nó là một cái, đối với em nó là một cái area, một cái cũng ít người đụng tới, chứ tại vì hồi xưa giờ giống như báo chí những cái đó là nó fall under cái First Amendment, tự do ngôn luận, nhưng mà thật ra bây giờ nó đẻ ra cái Internet thì nó là một cái, nếu mà nhìn lại thì em nghĩ rằng nó vẫn chưa có nhiều cái luật mà để regulate về Internet cũng như là social media. Thì một trong những cái này nó rất là quan trọng là social media, thì chúng ta thấy là rất là nhiều cái freedom of speech, là tự do ngôn luận.
trong cái này thì là Tổng thống Biden bây giờ đó bị ngừng, đó là giống như không có được regularly, không có được contact những cái tự do ngôn luận để regularly cái free speech, nhưng mà họ vẫn cho những cái người mà thường contact nếu mà cái vấn đề đó đụng vào an ninh quốc gia, về criminal hay là về public safety, thì họ vẫn cho những cái người của bên administration của Tổng thống Biden liên lạc với những cái cơ sở mạng xã hội. Nhưng mà nói riêng ra thì em nghĩ cái này nó rất là quan trọng. Là tại sao? Tại cái này là nó là một cái chúng ta phải cần thiết một ngày nào đó, dù là bên Cộng hòa, Dân chủ hay là bất cứ một cái hội đoàn nào đó, thì em nghĩ cái này nó cũng sẽ đưa tới tối cao phát viện, vì là vẫn còn cần những cái dự luật mà để đặt ra, để rồi chúng ta còn biết là cái hướng những cái cơ sở mạng xã hội có biết cái hướng nào để mà đi tới. Dạ vâng, xin mời luật sư Trần Thế Văn. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả, thưa anh Dũng, cái vấn đề này chúng ta thấy đó là con ma COVID cũng như là cái dư âm của cái cuộc bầu cử năm 2020, bầu cử tổng thống, nó vẫn đang còn hiện hành đến ngày hôm nay. Đây là một cái cuộc xử hoặc là một cái đơn kiện các bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Missouri cũng như là Louisiana, họ đã kiện chính phủ liên bang là chính phủ của ông Biden ngay tại tiểu bang Louisiana, tòa liên bang, thưa quý vị, federal court chứ không phải là tòa tiểu bang. Và họ kiện cái về vấn đề gì? Họ kiện với tòa đó và xin một cái lệnh của tòa để mà không cho phép. Thứ nhất đó là họ nói rằng đó là chính phủ liên bang và các viên chức của chính phủ của ông Tổng thống Biden đã quá lấn áp và đã dùng cái quyền hành của họ, lạm dụng cái quyền hành của họ để mà điều khiển hoặc là áp lực những cái công ty mà phổ biến những cái mạng xã hội như là Twitter, Facebook, Google, YouTube gì đó để mà lèo lái những cái tin tức ngay trên mạng xã hội. Và đây là cái vấn đề tuyệt đối đối kỵ và đi ngược lại hiến pháp Hoa Kỳ, cái quyền tự do ngôn luận, thưa quý vị. Đó là cái tu chính án số 1. Những bộ trưởng tư pháp này họ đại diện những cơ quan hoặc là kể cả chính phủ tiểu bang của họ, thông thường là các nguyên đơn có thể nói là rất là bảo thủ và Cộng hòa. Họ không thích về hai vấn đề. Thứ nhất, mình nói rõ hơn là vấn đề COVID. Trong cái thời COVID, như quý vị nhớ đó, là một phía phía bảo thủ hoặc là Cộng hòa nói là không cần phải đeo khẩu trang và COVID nó không có tệ nặng như vậy. Và nó lấy đi với những cái lệnh của chính phủ hoặc từ cấp liên bang đến địa phương đã cấm đoán rất nhiều cái quyền tự do của người dân và đã kéo dài những cái điều luật này quá dài đi, và nó gây nhiều cái ảnh hưởng xấu cho cái sinh hoạt hàng ngày của người dân, thưa quý vị, và cái quyền căn bản của họ. Bởi vậy nên cái đơn kiện này nó lại trở về cái vấn đề đó, là vấn đề thứ nhất, thưa quý vị. Và ông chánh án, vị chánh án họ đã ra một cái lệnh, và cái lệnh này nó ảnh hưởng toàn quốc gia chứ không riêng gì đến tiểu bang Louisiana mà thôi. Đó là ra một cái lệnh phải nói là rất là rộng lớn, là cấm những bộ tư pháp cũng như là các bộ khác nhau, FBI, kể cả FBI nữa, và các bộ y tế cũng như là các viên chức cao cấp của chính phủ ông Biden không được liên hệ, liên lạc với những cái công ty tư này và để cho họ có cái quyền tự do làm việc như vậy. Chỉ trong vài cái bãi miễn, trường hợp bãi miễn mà DC đã nói đó là nó liên hệ đến vấn đề an ninh quốc gia hoặc là vấn đề gian lận về cuộc bầu cử từ bên Nga hoặc tên Trung Quốc, họ tung những cái tin đó thì các viên chức này họ có thể liên lạc được. Nhưng mà chúng ta thấy rất là rõ, và đây là một lần nữa mà chúng ta thấy cái quyền tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ với cái kim chỉ nam của cái quyền tự do ngôn luận với cái tu chính án số 1 đó, thưa quý vị, là tòa án họ đã tái định lại rất là rõ rằng đó là đây là cái quyền mà chính phủ không có thể nào mà can thiệp được, khi mà người dân, những cái công ty
tư, nếu mà các công ty tư này thì nếu mà họ muốn cấm đoán thì họ có toàn quyền, tại vì đó là cái quyền tư của họ. Nhưng mà khi mà các viên chức chính phủ liên hệ đến hoặc là áp lực những cái công ty tư này để mà ngăn chặn hoặc là bịt miệng hoặc là bịt một phần miệng hoặc là cái phần ngôn luận thôi, thì tòa án họ cũng đã bước vào và họ cấm cái việc làm này của chính phủ ông Biden trong cái thời này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng như Daisy nói đó, là chắc chắn rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ họ sẽ kháng cáo cái lệnh này của vị chánh án. Nhưng mà một lần nữa nó nói lên cái quyền tự do của người dân, và chúng ta may mắn là có những cái tòa tiểu bang cũng như là liên bang độc lập, các vị chánh án độc lập họ có cái thẩm quyền để mà họ quyết định, chứ không phải là chính phủ tiểu bang hoặc là chính phủ liên bang với cái quyền hạn hầu như là không hạn giới của họ, là họ muốn áp lực, họ muốn bốc điện thoại lên, họ nói chuyện với Facebook nói là hey, không có đăng được mấy cái tin bậy bạ như vậy, đây là fake news hay gì đó. Đó là cái ý kiến của mỗi người. Thì cái vấn đề đó đâu là tin tức, cái quyền tự do nó ngừng ở đâu về phương diện phát ngôn, và cái thẩm quyền của chính phủ nó phải ngừng tại đâu trước khi mà nó đi quá chớn thì nó lại thành một cái chính phủ độc tài hoặc là bịt miệng người dân. Vâng, thưa quý vị, đúng như những lời vừa rồi của luật sư Trần Thái Văn, khởi đi từ một cái vụ việc diễn ra vào dưới thời Covid-19, khi mà chính quyền mà lúc đó đang cố gắng để dập tắt đi những cái ý kiến sai chiều liên quan đến cái việc chích ngừa vaccine để mà giúp cho người dân hiểu rõ hơn về những cái ích lợi đó, thì đã có những cái tin tức liên quan đến vấn đề này và cho rằng vaccine là không hiệu quả và mang lại những cái thiệt hại này kia khác nọ. Thì do đó mà họ đã can thiệp với các nền tảng xã hội để có thể ngăn chặn. Và nói tới đây thì chúng ta lại nghĩ tới cái việc mà chính quyền Việt Nam thường xuyên đưa ra những kế hoạch, những cái chương trình và ép buộc các công ty chẳng hạn như Facebook, YouTube để bắt buộc gỡ bỏ tất cả những nội dung mà họ cho là phản động. Thì đây người ta cũng nghĩ nó hiểu theo một cái hình thức như thế. Nhưng đối với Hoa Kỳ thì chúng ta có cái tu chính án thứ nhất để bảo vệ quyền tự do. Và chính những điều này, cái phán quyết của tòa liên bang đã là một thắng lợi cho hai vị tổng trưởng lý của Missouri và Louisiana như luật sư Trần Thái Văn vừa nêu. Đó và chắc chắn là phía dân chủ họ sẽ phải xét lại cái điều này, hoặc là chính quyền tổng thống Joe Biden sẽ phải xét, và các cơ quan không được quyền can thiệp một cách mạnh mẽ vào những cái điều mà vi phạm đến tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ. Xin mời cô Daisy Tống. Cái này em phải chắc hơi ra ngoài đề tài một chút. Dạ. Thì mỗi lần mà những cái vấn đề mà đi về thư kiện hay là nói về những cái chính án của Hoa Kỳ thì em phải nói là em rất là phục những cái gọi là founding father, những người mà thành lập đầu của, dạ, của Hoa Kỳ đó. Họ viết những cái dự luật cũng như là họ structure, họ xây cái nền tảng của cái nước mất Mỹ rất là một cái kỳ công, mà phải nói là họ rất là suy nghĩ, rất là tân tiến, mà họ, em phải phục cái đó. Là giống như Mỹ họ có ba cái branch, traditional, legislator and executive, là một bên là giống như là tổng thống, là còn một bên là quốc hội, là để làm những cái luật. Và một cái mà em thấy rất là quan trọng, cái đó là traditional, là tối cao phất viện. Và một cái hay của vì sao mà em cái lý do mà tối cao phất viện là hay như thế này, là giả tỉ như là quốc hội đi thì 4 năm 2 năm là ra ứng cử một lần, thì lúc mà những cái người mà ra ứng cử như vậy họ đều bị ảnh hưởng bởi những người giống như là những cái lá phiếu, cho nên nhiều khi họ những cái gì mà họ bỏ phiếu tại quốc hội chưa chắc là những gì họ nghĩ là cái đó là đúng, nhưng mà họ có thể bỏ phiếu là vì họ muốn giữ cái ghế đó, và họ nghĩ rằng ok, tôi đại diện người đó, cái dân cư của tôi muốn tôi bỏ phiếu như thế này, hay là bị ảnh hưởng của đảng, bị ảnh hưởng, cũng có nhiều người bị ảnh hưởng của những người mà cho tiền ứng cử của họ, cho nên họ bỏ phiếu một cái cách nào đó. Còn bên phía mà bên giống như là hành chánh của bên giống như của tổng thống, thì chúng ta thấy rằng là đảng rất là quan trọng ở trong trọng, những đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, bất cứ những người tổng thống đó họ có một cái mục đích nào họ muốn làm, và rất là nhiều những cái mục đích họ làm nó đi liền và nó rất là gần với cái suy nghĩ của cái đảng của họ đại diện. Nhưng mà lúc mà nói về traditional, nói về luật á, là những cái
người mà chánh án đó, đó là họ không có cần ra một cái bất cứ ứng cử. Lúc mà họ đã được appointed và họ đào vào chánh án đó, họ không, nhất là cái chánh án của tối cao pháp viện đó, không có cần ra ứng cử. Và vì sao mà như vậy? Nếu mà họ không cần ra ứng cử là họ có thể chỉ theo cái luật mà based on những cái constitution họ đọc như thế nào, họ nghĩ như thế nào và hơi suy nghĩ, họ khỏi cần lo về là áp lực của bất cứ một bên đảng phá và đảng phái, cũng như áp lực của bất cứ người dân một cái lá phiếu. Lúc mà chúng ta lấy ra những cái áp lực đó thì họ có thể, những cái chánh án này có thể dùng cái luật, đọc theo cái luật và cái suy nghĩ để interpret, để ra một cái phán quyết như thế vào, và những cái phán quyết của họ sẽ ảnh hưởng tới cái đường dài của nước Mỹ, giống như cái sự quan trọng của những cái dự luật này. Cho nên cái đó là phải cái ngoài lề là em thấy rất là hay của Hoa Kỳ, và nhất là tu chánh án số 1 mà lúc mà chúng ta nói về mạng xã hội là một trong những cái điều rất là, theo em là rất là mới. Cho nên những cái dự luật cũng sẽ cần, và những cái interpretation của những cái tu chánh án này sẽ cần, và sẽ đợi những cái phán quyết của những cái người judge này. Chúng xin mời luật sư Trần Thái Phan. Không biết bắt đầu từ đâu để mà tiếp với những gì mà DC nói. Một cái đề tài chúng tôi nghĩ rằng chắc cần phải thêm 3 cái show nữa mới nói hết. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, mà nói đó là cái quyền tự do bao giờ nó cũng phải đi song song với cái trách nhiệm, với cái trách nhiệm của người dân hoặc là một cái công ty tư. Thì vào cuối ngày thưa quý vị, thì cái quyền của Facebook hoặc là của YouTube, Google đó, họ cũng có những cái điều lệ, chứ không phải là họ không có, để mà cố gắng ngăn chặn hoặc là giảm đi những cái tin tức mà sai lạc hoặc là đi khác những cái điều lệ của mỗi công ty này. Tại vì đây là những cái diễn đàn tư chứ không phải là của chính phủ, bởi vậy nên họ có cái thẩm quyền họ ngăn chặn những cái tin tức mà họ nghĩ rằng là ban làm việc của họ và các viên chức của họ nghĩ rằng đó là quý vị đã dùng và đã abuse, là đã lạm dụng cái diễn đàn của công ty của chúng tôi, và chúng tôi sẽ ngăn chặn cái việc đó. Song song với cái việc đó đó, thì người Mỹ đúng theo cái truyền thống của người Mỹ, họ nói rằng đó, hoặc là tất cả những quốc gia Tây Phương nào mà yêu chuộng cái quyền ngôn luận đó, họ nói đó, những cái tin tức xấu hoặc là sai lạc đó, một cách để mà mình chữa và sửa những cái tin tức sai lạc này là mình tung ra những cái tin tức thật, để mà nó là như là một cái antidote, tung ra những cái tin tức thật để mà đánh ngược lại cái tin tức sai lạc, thay vì mình censor, là mình cấm đoán, hoặc là mình dùng cái quyền lực vô bờ bến, gần như là vô bờ bến của chính phủ, nhất là chính phủ liên bang, để mà ngăn chặn hoặc là bịt miệng người dân. Cái đó thì nó đi quá đáng. Bởi vậy, nhưng mà ngược lại, nói theo cái truyền thống, nó không có đơn giản như vậy quý vị. Tại vì nói mà theo cái truyền thống tự do ngôn luận đó, thì chúng ta là nạn nhân của cộng sản, là một cộng đồng tị nạn cộng sản, thì không ai nhìn rõ hơn hết là cái sự lạm dụng của Việt Nam, Trung Quốc và nói chung là các nhà cầm quyền cộng sản đó, họ thấy cái sự tự do quá rộng rãi, quá chớn, nhiều khi là quá chớn của Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương khác, để mà họ đã take advantage, là họ lạm dụng và họ lợi dụng cái chuyện đó. Đúng như luật sư Trần Thế Văn nói, thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta thấy những cái thủ đoạn của những người tung tin xấu đó, và đặc biệt các quốc gia mà luật sư Trần Thế Văn vừa nêu tên, Trung Quốc, Nga hay Việt Nam, thì thường thường nó tạo ra cái thế mà làm cho những cái nguồn tin thật nhiều khi người ta không còn nghe nữa. Thành ra đó, luật sư nói là tại sao không đưa ra những cái tin tốt để mà ngăn chặn tin xấu. Thường thường mình nghe tin giả mình lại hay đồn lắm. Mình thích nghe tin giả nhiều, đó là nó tâm lý hấp mà. Dẫn hơn. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ là cô Daisy hình như còn điều muốn gì thì muốn... Chị gần hết thời gian cho nên rất là nhanh gọn, là tại vì vì sao mà em cứ nói là tối cao pháp viện những cái vấn đề đó, thì em nghĩ là nếu mà không có cái lawsuit này thì nó vẫn có một cái lawsuit khác, như là hồi nãy luật sư Văn có nói là về những cái Facebook, những cái social media là những cái công ty riêng, nhưng mà nhiều khi cái đó cũng làm cho em suy nghĩ là những cái công ty riêng, nhưng mà những cái điều được nói trong trọng nó có thể gọi là public area không? Nếu mà thật rồi, cái đó gọi là public area là nó có phải trong những cái dự luật khác, những cái điều luật khác
chứ không phải là chỉ đây là không phải là một cái tiệm nhỏ mà mình vô đó mình muốn làm gì làm, cho nên có thể là nó regulate một cái khác. Cho nên lúc mà em nhìn về những cái khía cạnh đó thì em thấy là cái sự đa dạng và cái hay của cái nền tảng chính trị cũng nền tảng về nền dân chủ của Hoa Kỳ, và cũng vì cái nền dân chủ của Hoa Kỳ cho nên chúng ta mới thấy là có những cái lo xước những cái này được đưa ra, chứ thật ra chúng ta nhá tự nhìn Việt Nam những cái đất nước khác đâu có ai được lên tiếng như vậy. Đúng. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, và với cái quan điểm đó thì chúng tôi cũng xin dùng nó để kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn luật sư Trần Thái Văn, xin cảm ơn cô Daisy Tống đã bỏ thời gian và thực hiện với chương trình này mỗi tuần lễ. Xin cảm ơn anh Dũng, xin cảm ơn anh Văn và kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là an vui bên gia đình. Dạ, chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị và các gia đình khán thính giả của Việt Face một cuối tuần vui vẻ và an lành. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình này kỳ tới. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.